Nghề phù. Có một nữ cư sĩ tên Thu ăn chay đã lâu. Mấy năm trước qua Úc định cư. Năm ngoái bà Thu gọi điện đến cho tôi, kể là mình bị băng huyết, uống thuốc gì cũng không cầm, chẳng biết phải làm sao. Vừa tiếp điện thoại, tôi có cảm giác bà đang phá giới, liền hỏi bà có giết gà hoặc làm nghề gì liên quan đến kinh doanh thịt chúng sinh không. Bà tỏ vẻ rất kinh ngạc, vội kể là hiện tại mình đang làm thu ngân cho một siêu thị. Ông chủ là người Trung Quốc, cư xử với bà rất tốt. Vì muốn giúp bà kiếm thêm nhiều tiền, nên kế bên bàn thu ngân, ông còn lập thêm một lò nướng điện để bà tranh thủ lúc rảnh thì phụ tẩm ướp gia vị vào con gà mà nhà bếp đã giết rồi và cho vào lò nướng. Bà hỏi, làm vậy mà cũng tính là phá giới hay sao? Tôi không đáp ngay mà hỏi lại bà, giả sử có một nhóm người đi cướp ngân hàng, đến nơi họ thuê tôi đứng canh cổng giúp cho họ. Bà hãy nói xem, khi cảnh sát đến phá án, họ có bắt tôi hay không hả? Vì vậy, nếu những người đích thân cầm dao sát sinh mà có ai tham dự vào, dù chỉ làm công tác phụ giúp thì cũng đồng tội. Bà là đệ tử tại gia của Phật, đã thọ giới, sám hối, thệ dứt trừ ác nghiệp. Vốn là đời này túc nghiệp đã trả hết rồi, vậy mà bây giờ lại đi tạo thêm tội mới nữa. Cho dù là bà không giết vật, chỉ tham gia làm công tác phụ tạm ướp gia vị và nướng chín thôi, thì điểm chính cũng là mượn đây để gia tăng thu nhập cho mình. Mà việc này Phật từng xếp loại thuộc về nghề bất chính, là tà nghiệp chứ không phải chánh nghiệp. Nhìn bề ngoài tưởng rằng việc này là chuyện nhỏ, nhưng nghiệp tội trên thân bà rất lớn, vừa tạo nghiệp thì bị thọ báo ngay. Đúng ra cũng là việc tốt vì được trả báo liền. Bà phải sám hối lỗi này trước Phật, xong rồi thì tuyệt đối không được làm nghề gì liên quan đến dạng công tác tương tự như thế nữa, thì bệnh sẽ lành. Bà nghe xong, hiểu minh bạch, lập tức sám hối, thề đoạn tận ác nghiệp. Ngày hôm đó, chứng băng huyết liền dừng. Loại báo ứng ngay trên thân như thế này thực ra có rất nhiều. Chúng ta nhất định phải lấy giới làm thầy, áp dụng lục độ vào trong đời sống thường nhật. Đây là ý nghĩa chân chánh của niệm Phật. Như vậy mới được chư Phật Bồ Tát gia trì.